Xin chào tất cả các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp một đôi găng tay trong một tờ giấy hình vuông như này. Chiều dài với chiều dài các cạnh là 12 cm. Các bạn có thể tùy chọn kích thước cho mình. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, các bạn gấp chéo tờ giấy hình vuông này.
vậy là mình đã hoàn thành xong một đôi găng tay rồi. Thật đơn giản lắm các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.